Thưa quý vị, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, phần lớn đi qua khu vực có nền địa chất yếu. Trên tuyến cao tốc này có 117 cây cầu đang vào giai đoạn nước rút về đích. Nhưng thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa, khiến cho việc đổ bê tông mặt cầu gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, các công trường trên tuyến cao tốc này vẫn đang thi công hối hả cả ngày lẫn đêm với quyết tâm hoàn thành toàn bộ cầu trên tuyến vào cuối năm nay, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Khi màn đêm buông xuống thì mọi người trở về với gia đình ở sum vầy bên những người thân yêu sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Thế nhưng đối với mỗi kỹ sư và công nhân trên công trường cao tốc Bắc Nam thì lại bắt đầu vào một ca làm việc mới. Hơn 1 giờ sáng trên công trường thi công cầu Nàng Mau, cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các kỹ sư và công nhân vẫn đang miệt mài với công việc đổ bê tông mặt cầu. Đây là một hạng mục đòi hỏi kỹ thuật cao trong điều kiện thời tiết mát mẻ, thuận lợi, không có mưa và không được nắng gắt. Hiện nay là đang 15 đến mùa mưa, thì đơn vị thi công tranh thủ những thời điểm mà không có mưa, bao nhiêu là nó không có mưa là càng tốt. Tại thi công mặt cầu thì tránh trường hợp để mà nó bị bê tông bị co ngót, ánh nắng thì bê tông co ngót sẽ dễ bị nước mặt. Thì ban đêm là cái thời tiết nó cũng nhiệt độ xuống thấp, thì thi công mặt cầu cũng rất là tốt để giữ được cái độ ẩm của bê tông trong quá trình thời gian bê tông mới kết. Thì cái công việc đổ bê tông ban đêm là chuyện hết sức là bình thường, kể cả tới 3-4 giờ sáng để nó hoàn thành được cái công việc trong giai trình thi công. Đổ bê tông ban đêm thì nó cũng có nhiều cái thuận lợi về cái việc mà bảo dưỡng bê tông và cái chất lượng nó sẽ tốt hơn. Với cái khối lượng cầu rất là lớn của Trường Sơn đang thi công trên cái cao tốc Bắc Nam này, khoảng 20 cái cầu, thì gần như là ngày nào cũng có thi công ban đêm. Với mục tiêu an toàn, chất lượng, hiệu quả, việc thi công các cầu trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trên một địa hình cao, thiếu ánh sáng nên đòi hỏi phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn. Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đang đặt mục tiêu hoàn thành 20 cầu do đơn vị này đảm nhiệm trong tháng 11 năm nay và toàn bộ 117 cầu trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng sẽ được các đơn vị hoàn thành trong năm 2024. Quyết tâm này của các đơn vị thể hiện tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi đua về đích theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.